Tập 26. Chúng ta, bao gồm cả giáo sư Đào, cần phải nuôi gia đình, nên chúng ta buộc phải nhắm tới dự án kiếm được tiền. Nhưng người ta thì khác, người ta chẳng phải lo cái ăn cái mặc, người ta còn lén móc tiền túi ra. Thế chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ mắt cô ấy nhắm vào việc thực hiện lý tưởng. Giữa chúng ta có xung đột gì không? Dự án chúng ta ghép cùng cô ta không đồng cấp, đúng là không có xung đột. Với lại cô có nghĩ tới không? Cô ấy là một trong số ít người ở tòa nhà này sẽ không dành phúc lợi phó nghiên cứu viên với cô. Người ta giàu quá giàu rồi. Tôi không hiểu sao cô phải chăm chăm về cô ấy để làm gì chứ. Thầy Du, anh nghĩ tới lâu rồi phải không? Anh nghĩ tới, sao không nói với tôi một tiếng? Tôi nghĩ tới từ lâu. Chẳng phải đầu óc cô nhạy bén lắm sao? Sao tôi biết cô lại để ý mấy cái vụn vặt chứ? Tôi còn tưởng cô ghét người giàu, nên là anh nhường nhịn cô ta thì sẽ ngày càng đi xa. Dự án kiếm được tiền, gian manh. Không phải làm chuyện gì cũng cần có mục đích. Tôi nhắc cô thế tôi được lợi gì? Anh, thiện chí giúp người, lý lẽ đơn giản thế cô lại không hiểu à? Cảm phiền có giấy bút không? Cho tôi mượn với. Có. Cảm ơn. Tiểu Diệp, cô tới tìm cháu. Khi nào cháu thấy giấy nốt thì cứ liên lạc với cô. Cơm nước là phải ăn đúng giờ. Trước tuổi 30 mình dưỡng dạ dày, sau tuổi 30 là dạ dày dưỡng mình. Dù giờ vẫn chưa tìm ra nguyên do, nhưng mà tôi đã nắm rõ nó. Cứ tạm gọi nó là van đóng mở đi. Tôi đã nắm rõ nguyên lý làm việc của van đóng mở, nên giờ là lúc mấu chốt để thừa thắng xông lên. Tôi không muốn ăn tí nào. Cô không muốn ăn? Tôi chưa có thành tiên. Alo, alo cô à, xin lỗi, cô tìm cháu à, cháu vừa ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiểu Diệp, làm việc vất vả thế à, thấy giấy nhắn cô để lại không? Không à, cháu chỉ thấy cô gọi cho cháu mấy cuộc. Cô có tới văn phòng cháu, nhưng mà cháu đi vắng, cô để giấy lại cho cháu, mời cơm cháu. Cô gửi địa chỉ cho cháu nhé. Mất 10 phút đi xe thôi. Cô chờ cháu. À.
bị rét rồi phải không? Xin lỗi nhé, lúc đặt chỗ tôi không biết sẽ thế. Vẫn ổn, trong này không lạnh. Mặt anh khỏi rồi à? Đỡ nhiều rồi. Tôi bôi kem che khuyết điểm cô tặng. Không thì chẳng dám ra đường đâu. Kéo người ta lại tưởng tôi là giang hồ. Làm gì có luật sư nào như vậy. Chỗ này mới mở một quán nướng teppanyaki. Để tỏ lòng biết ơn tôi mời cơm cô. Biết ơn gì? Dù của Dương Sơ Quy hàng xóm cô. Đó là công việc cô giới thiệu cho tôi. Tất nhiên tôi phải mời cô rồi. Không cần khách sáo. Cơm mà tôi mới thấy một tiệm lẩu ở ngoài khuyến mãi. Mình có thể ăn tiệm đó. Cô không cần tiết kiệm tiền cho tôi. Mấy ngày nay tôi kiếm được lắm. Đi thôi. Xin chào. Sảnh mưa bụi đi thế nào ạ? Tôi đưa cô vào nhé. Cảm ơn. Khách khứa tới cả rồi. Chỉ chờ mỗi cô thôi. Giờ có mấy người? Khoảng mười mấy. Tôi cho mọi người xem ảnh. Con gái của ông bà nhà họ Diệp. Có ảnh làm chứng nhé. Xem nhé. Này là con trai tôi. Trai tài gái sắc. Xinh nhỉ. Con chị đẹp trai quá. Nhà khoa học làm nghiên cứu khoa học đó. Khi nào cưới đây? Khi nào cưới sẽ mời mọi người mà. Môn đăng hộ đối nhỉ. Kết thông gia được với nhà họ Diệp. Đúng là chuyện tốt. Khi nào kết hôn? Phải nói với đám bạn cũ này nha. Phải tới nha. Phải tới uống 3 ngày. Vậy sau này nhờ chị giới thiệu xếp Diệp cho chúng tôi nhé. Dễ thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Mẹ anh bảo vừa hay bà ấy ở Thượng Hải, muốn hẹn em đi ăn. Nãy em vừa qua, phát hiện bà ấy bao một phòng riêng, trong đó có cả chục ông này bà nọ, nhìn như đều làm kinh doanh. Ý mẹ anh là sao đây? Bà ấy muốn làm gì? Anh đã thấy có dự cảm không lành mà. May mà anh đã nhắc em trước. Nhưng anh yên tâm, chắc mẹ anh không phát hiện em có đến. Em có cuộc gọi, chắc là mẹ anh. Nói em nghe. Em cứ kệ đi. Có chuyện gì anh từ chối cho em. Được, em cúp nha. Anh mau đối phó với mẹ anh đi. Mẹ, mẹ hẹn Diệp Trăng Trăng ăn cơm à? Hai người ăn bữa cơm lại gạt con sang một bên à? Là sao? Nó nói gì với con? Nửa tiếng trước Diệp Trăng Trăng gửi tin nhắn cho con, nói giáo sư Bình đó gọi cô ấy về phòng thí nghiệm gấp, bảo con phải chuyển lời cho mẹ. Kết quả con về đi tắm xong thì con quên mất. Nó bận việc sao không gọi thẳng cho mẹ, bảo con chuyển lời là sao đây? Mẹ gọi nó cũng không nghe. Mẹ cất công chạy tới đây mời nó ăn bữa cơm có gì sai? Nó không có cả phép lịch sự tối thiểu sao? Sao mẹ nóng thế? Chắc là chưa ăn rồi. Hay nói con biết mẹ ở đâu? Con mời mẹ đi ăn. Đừng dụ mẹ. Con có vợ quên mất mẹ rồi. Tôi nhờ một cô gái mới được tuyển vào phòng pháp vụ soạn một bản hợp đồng. Tôi nghĩ có thể cô ấy đã sao chép nguyên si một bản mẫu nào đó. Nhìn sơ đã thấy sợ. Chỉ định nghĩa thôi đã viết 2 trang. Nhưng sau khi xem kỹ, tôi lại thấy sai sai. Tôi đã hỏi cô ấy từng điều. Chỗ mâu thuẫn và cái đặt ra phía trước, rốt cục là cô ấy cố ý hay bất cẩn. Còn cả một chỗ, tôi không biết là cô ấy bẫy đối phương hay bẫy bên mình nữa. Nhưng tôi cảm thấy là tự bẫy mình. Cô pháp vụ này tốt nghiệp mấy năm? Tốt nghiệp chính quy 2 năm rưỡi. Tóm lại tôi chỉ nhìn ra được bao nhiêu đó vấn đề. Nên tôi không biết mai mốt dính tới điều khoản pháp luật luật lệ thì liệu có trích dẫn hay sử dụng không thỏa đáng không nữa. Thường thì người mới rất dễ lo đầu không lo đuôi, tập trung vào một chỗ, khó tránh không thể lo chu toàn. Nhưng cũng có mới nữa đâu. Tuổi nghề như anh, dù tôi không học luật, nhưng ít nhất tôi nhìn ra được cái anh viết không có chuyện đầu đuôi choảng nhau. Hay là cô đưa tôi xem, để tôi coi là do làm việc không nghiêm túc hay gặp vấn đề về logic. Không sao, mình ăn trước đi, lát xem sao. Không sao, tôi vừa ăn vừa xem, không ảnh hưởng gì hết. Thôi được.
Đúng lúc nay tan làm, tôi nghiên cứu hợp đồng này. Chỗ tôi thấy nghi vấn đánh dấu cả rồi. Cũng khó cho cô quá. Xem hết đống này còn đánh dấu rõ ra, không sửa được à? Người này không thể xài, làm việc quá vô trách nhiệm. Thế này đi, lát tôi về viết cho cô lý do không thể xài, để tiện cho cô xử lý. Giờ có rất nhiều nhân viên pháp vụ làm việc cả lơ phất phơ, nhưng lại rất biết cách tìm sơ hở của hợp đồng lao động. Cảm ơn anh nhiều lắm, lại giúp tôi một việc lớn. Nhưng tôi không trả phí tư vấn đâu. Ai cần phí tư vấn của cô? Tôi không bao giờ lấy phí tư vấn từ cô. Đúng rồi, trong mấy thứ lần trước anh tặng tôi, có cái nghiêng đá thao hà phải không? Đẹp không? Nghiêng đá đó là đá cuội thao hà, hoàn toàn tự nhiên, không bị ai chỉnh sửa. Một khối đá đang đẹp, nếu mà chạm trổ nhiều quá thì lại mất giá, không còn đặc biệt nữa, đúng không? Báo vật gia truyền nhà anh à? Vậy thì quý giá quá, tôi không dám nhận. Không quý. Hồi nhỏ tôi hay quăng tới quăng lui, giờ không xài máy, tôi nghĩ để cô làm chặn giấy cũng tốt. Dù sao đó cũng là báo vật gia truyền. Chính vì là báo vật gia truyền nên tôi muốn chia sẻ với cô. Vậy sau này hẳn tặng, lần này trả lại cho anh. Do tôi đường đột. Đâu có, thực ra tôi thích lắm. Ăn đi. Ở thành phố này, nhà mình cũng được coi là có địa vị. Nếu con và mẹ David đi ăn cùng nhau như người một nhà thì cũng xem như chứng nhận thực lực cho nhà họ. Trăng Trăng, nghe bố phân tích nhé. Ban đầu là mẹ David tự tới gian phòng của con tìm con để mời con đi ăn. Chuyện này như kiểu là bề trên tới tận nơi hẹn con cháu, rất là hiếm. Trừ khi quan hệ hai người rất thân thiết, như quan hệ của nhà mình vậy. Theo như bố phân tích, để cho chắc ăn, chắc cô ấy nghĩ là muốn đích thân kéo con tới bữa tiệc. Phải, có khả năng này. Rồi thì vì cô ấy hẹn cả người khác nên không thể ở văn phòng chờ con mãi, nên chỉ định ra về. Nhưng sau đó cô ấy gọi điện cho con, chỉ mấy câu đã nói. Con nhớ lại xem, có phải là gì con nghĩ cô ấy lo nghĩ cho con, chờ con ở nhà hàng gần chỗ con làm nữa, chờ rất lâu, bỗng dưng con lại thấy áy náy nên không hề do dự nhận lời đi ăn. Đúng ạ. Sau cùng cô ấy bao phòng, dẫn theo một đống người, càng chứng minh mẹ David ưa sĩ diện. Đó là chuyện thứ yếu. Quan trọng nhất, cô ấy muốn mấy người đó biết đằng sau nhà họ có nhà họ Diệp mình. Sau này cô ấy mà có thiếu nợ, trễ hàng hay gì đó đều dễ xử. Mẹ nói với con rồi đó, giờ nhà họ Đới gặp vấn đề về việc kinh doanh. Bảo sao lại giấu David, còn nói mập mờ bảo con tới thẳng nhà hàng. Con đã cảm thấy một loạt hành động này quá bất thường. Chỉ cần con hẹn hò với David thật thì phía bố mẹ cũng có thể hẹn gặp nhà họ Đới. Bố mẹ có thể giúp mà. Bạn bè tất nhiên phải giúp đỡ, nhưng bà ấy lại không hỏi đã tự ý làm, còn kiên quyết từ chối. Nói con nghe, mẹ hối hận vì dính tới nhà họ Đới quá. Nhà này đúng là quá phức tạp. Mẹ, không liên quan tới mẹ.
Dù sao không do mẹ giới thiệu thì con cũng biết David lâu rồi. Với lại hôm nay con cảnh giác, cũng nhờ David cảm thấy mẹ nấy bất thường, báo con trước. David làm vậy là sao? Trăng Trăng, giờ con phải lấy bất biến ứng phó vạn biến. Chờ lát, mẹ với bố thảo luận thêm. Chiêu trò quá thâm sâu. Con biết rồi. Nhưng chuyện này không liên quan gì David. Thực ra trước đây tôi có làm việc một năm ở công ty tư vấn. Lý lịch của anh có thể làm thành một bản phân tích nghề nghiệp cá nhân. Chẳng hạn, làm sao để tăng hiệu suất nhận đơn ủy thác. Các điều kiện khác nhau, khoản thu nhập khác nhau, với cả người ủy thác nào sẽ có xác suất quay lại cao hơn. Những điều phân tích này có thể giúp anh sau này kiếm được đơn ủy thác một cách chính xác. Vậy sao được? Khối lượng công việc không nhỏ đâu. Vậy nếu anh nghĩ sợ tôi đụng chạm tới đời thư của anh, tôi không muốn vượt giới hạn đâu. Không không không, ý tôi không phải thế. Ý tôi là cô bận quá, tôi ngại lắm. Nếu tôi sẵn lòng thì sao? Vậy thì tôi cũng sẵn lòng. Bóc méo, tôi chờ anh gửi tài liệu qua. Vậy trước nha. Sớm rồi. Chưa ngủ à? Có sao cũng không ngủ được. Đọc kỹ tới nửa đêm mới nhìn ra các con chữ mỗi trang đều viết ba chữ, độ chính xác. Cho chị xin tí chỗ, trích từ ông Lỗ Tấn. Bạn chị, nhờ chị giới thiệu bạn gái cho. Người bạn này có đối phó nổi ông bố nhà em không? Ông bố nhà em cả tối không gọi điện mà. Chứng tỏ em đối phó mấy xong rồi. Biết đâu chỉ là thắng lợi ngắn ngủi, ai biết được. Cậu này được lắm. Em xem, sau này không có gánh nặng dưỡng lão, xuất thân gia đình khá giả,
tốt nghiệp đại học top đầu và học được tấm bằng MBA ở nước ngoài. Sau khi về nước lại tìm được một công việc ngon. Tóm lại là thuận buồm xuôi gió, tính cách cũng tươi sáng cởi mở. Vậy thì trong mắt bố em chính là con dê chờ bị thịt, đẹp trai nữa. Vậy em càng không đành lòng hại đời người ta. Em thế chị chỉ đành giới thiệu cho Hoàng Ngọc Hiên niềm vui mới của chị thôi. Hay em gặp thử đi, cô ấy thực sự rất tốt. Gặp một lần có sao đâu, chị đảm bảo bằng danh dự. Thôi bỏ đi, nhà em vẫn còn một nhân tố bất an kìa. Mẹ em, bà ấy ăn Tết xong thì cứ đòi về quê cúng tổ tiên, còn định là cúng tổ tiên nhà họ Dương. Chị xem con người này sao lại cố chấp đến thế, không phân biệt được cuộc sống tốt đẹp và tồi tệ, lại chỉ nhớ mình sống là con dâu nhà họ Dương, chết là ma nhà họ Dương, cứ một lòng muốn về quê sống trong đau khổ. Con người thì là người tốt, nhưng nói mãi không chịu hiểu, nên giờ em căm ghét người nói mãi không chịu hiểu lắm. Hà Mẫn Hồng tay bay dạy gió rồi đó. Thôi được, em học hành tiếp đi. Ngủ sớm nha. Đi nha. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ít nhất bây giờ mình tự do về tài chính, có gì đáng để buồn đâu. Cố lên. Mai cuối cùng cũng có thể bắt đầu thí nghiệm mới. Tối nay hai người nằm mơ cũng nghĩ kỹ đi nhé. Tối nay em cũng ngủ không được, về còn phải nghiên cứu thí nghiệm. Cơ mà nói thật nhé tiểu sư phụ, hôm nay chị vừa nhìn đã nhận ra biến dị Bayes. Cứ nghĩ tới việc mình có thể làm vụ biến dị này để làm to chuyện, xem ngủ cho được. Nay tôi mệt quá, cả ngày đều trong trạng thái phấn khích, giờ toàn thân không còn tí sức nào. Nhưng mà tối nay phải ngủ, không thì sao mai có sức làm thí nghiệm chứ. Tiểu sư phụ, ai vậy? Mẹ David. Tiểu sư phụ, nếu có người tới tìm chị thì bọn em tự về đây. Không ai được đi, cũng đừng nói lung tung. Không phát hiện ra sao? Cái khí thế âm cây đợi thỏ đó là màn dạo đầu của bão tố. Cô ơi, sao cô ngồi đây ạ? Đừng đụng cô. Tê chân. Cứ thế đi. Đã mấy giờ rồi? Cháu bận rộn thật đó. Nay cô mà không ngồi trước xe cháu, chắc chẳng gặp được cháu luôn quá. Cô hiểu lầm rồi. Cháu thực sự không thấy tờ giấy ở cửa. Nói chuyện với cô xong, cháu đã tới ngay phòng giám sát, check camera. Cháu có quay lại luôn này. Đây, cô xem. Khỏi đi. Quả thật có người trộm tờ giấy đó. Với cả cháu đã tới nhà hàng, nhưng thấy phòng riêng nhiều người quá nên cháu không vào. Nhưng mà lúc đó cháu đã nhờ David chuyển lời. Cô đã bảo mà. Tiểu gì bà. Thôi cháu cất đi. Cô nói cháu nghe, cháu hiểu lầm cô rồi. Cô không có hẹn trước. Lúc đang chờ cháu ở nhà hàng, cô tình cờ gặp hội bạn nên ngồi chung một bàn. Họ nghe nói cô đang chờ bạn gái David thì tất cả hồi nhau đòi gặp cháu. Kết quả cháu xem, không gặp được. Lúc ra về ai cũng thất vọng. Do cô cả, hẹn gấp quá. Thế này được không? Trưa. Trưa nhé, cháu dành ra buổi trưa. Phải nể mặt cô. Nếu cháu thấy ngại, không sao hết. Cứ ngồi đó không cần nói câu nào, để cô tiếp họ. Cô xem này, giờ đã hơn 2 giờ sáng, cháu về nhà đi ngủ cũng phải 3 giờ. Cho nên cơm trưa thì chắc là cháu không đi được. Cô biết đó là thỉnh cầu quá đáng. Cháu bận thế mà còn tới phiền hà cháu thì do cô vui quá thôi.
Vừa nghe nói David có người yêu là cô háo hức quá, muốn giới thiệu cháu với mọi người nên đồng ý yêu cầu của người ta. Cô biết, cô không nói với cháu trước, đã tự sắp xếp, sẽ ảnh hưởng lịch làm việc của cháu, đúng không? Cháu coi nay cô bất chấp đêm muộn ở đây chờ cháu, phải gặp cháu xin lỗi bằng được. Hai đứa nhỏ này ngoan ghê. Hai đứa nói xem, nếu như mà trưa mai cô thất hẹn lần nữa thì có phải là mất uy tín nhiều phải không? Bữa cơm thôi mà, cô có thể kiểm soát thời gian ăn được không? À, tiểu sư phụ, hay bọn em về trước nhé. Đúng. Vậy thì hai người có thể... Cô à, bữa cơm đó cháu không tới được. Cháu thực sự không đi được. Tại sao? Cháu phải nể mặt cô chứ. Không có tại sao cả. Chỉ vì cháu thiếu kinh nghiệm xã hội, gặp phải chuyện lạ, phản ứng đầu tiên là hỏi bố mẹ. Tại sao? Làm sao đây? Giống như vụ cơm tối, tại sao đột nhiên có nhiều người thế? Cháu cũng hỏi bố mẹ rồi. Tiểu Diệp, cháu đúng là nhà khoa học, thật thà ghê. Coi cháu bằng khoăn tới mức đó kìa. Làm việc tới tận 2 giờ sáng thì việc nhỏ của cô sao mà dám làm phiền cháu chứ. Mau đưa hai đồ đệ cháu về nghỉ đi. Xe cô đậu bên kia, cô cũng phải về đây. Chào cô. Chào cô ạ. Xong đợt này cô hẹn cháu tiếp. Tiểu sư phụ, chị không cần tiểu sư công nữa à? Có phải lý do gì tụi em không biết không? Vậy nên tôi mới không muốn kết hôn. Cứ sợ tiếp xúc với mấy người không có ý thức về biên giới. Con nhóc này, nể mặt mà không chịu. Em chỉ nói cái mình thấy và nghe được, không đánh giá gì. Con gái nhà họ Diệp quả là oai phong. Mẹ dắt mặt tới hỏi thái độ của nó lại dám lên mặt mẹ. Sau này chắc sẽ đè đầu cưỡi cổ, tát quay tát quá với con mất con trai à. Trăng Trăng, anh xin lỗi. Những chuyện còn lại em kệ đi, anh xử lý cho. Nhưng em đừng để bụng nhé. Dạo này chị toàn ngủ ngày đi đêm à? Ừ. Không lẽ cả đêm không ngủ? Hiếm khi chị cũng bị mất ngủ ha. Thật sự luôn. Không ngủ ảnh hưởng IQ quá. Chị lấy xe đem đi làm. Em xem hộ chị cái này. Chuyện thế này, chị Chu sẽ nói.
đừng nóng vội, cứ ngồi xem họ dở trò, chờ thời cơ chín mùi thì coi thủ đoạn mạnh bạo của tôi. Lucy thì sao? Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Chuyện này một là nhịn, hai là làm cho tới. Bà đây đang yên sống vui vẻ, sao phải chiều theo người ta? Đúng phong cách này, em tặng chị miễn phí suy nghĩ của Hà Mẫn Hồng luôn. Chẳng có ai là hoàn hảo, mẹ nói có lỗi, nhưng cách làm của chị vẫn thẳng thừng thô bạo quá. Với lại chị yêu David, sao mà đành lòng nhìn anh ấy đứng giữa khó xử chứ. Nhưng em không ngờ, phiền phức quá, phiền phức quá. A Sơ, trích lời kinh điển của A Sơ, phải chào sân cuối cùng. A Sơ nói, tôn trọng đến từ hai phía, dù cho xã hội nói chung và nội tâm mình đang mách bảo hiếu thảo là lẽ đương nhiên, nhưng mình phải cố mà mở to mắt, không được hiếu thảo một cách ngu ngốc, phải kiên trì với cái tôi của mình. A Sơ, mình bắt tay. Chào. Sao vẻ mặt lại sầu não nữa rồi? Thơm nức, làm ly không? Lại chuyện nhà. Không phải chuyện nhà tôi. Nhà tôi dưới quê không gọi cuộc nào. Chắc là đang bận. Rõ ràng sách lược của cô là dùng không gian đổi thời gian. Hỏi anh câu này nha, anh nghĩ kết hôn xong vẫn nên đặt trọng tâm cho bố mẹ hay là gia đình nhỏ của mình? Nếu như bố mẹ can thiệp chuyện gia đình nhỏ thì thái độ anh sao? Cô hỏi đúng người rồi. Về lý thuyết, chắc chắn tôi sẽ nghiêng về gia đình nhỏ. Đó là người chung sống với mình cả đời. Nhưng có sao thì bố mẹ ngậm đắng nuốt cay, bỏ tiền bỏ sức nuôi tôi lớn. Nhận đồ của người ta là phải nể người ta. Vậy thì ăn cơm của bố mẹ thì phải đền đáp chứ. Không thì vô lương tâm quá. Thế nên sao cô từ chối lời chỉ bảo về cuộc đời của bố mẹ được? Tất nhiên, nếu vừa cho tiền vừa không chỉ này chỉ nọ, thế là tốt nhất. Chào. Có lý. Tôi kết cách nói, nếu thì gì nên quanh lắm đó. Chào. Thế nên mọi thứ xuất phát từ cái tôi. Khá lắm. Có chí ắt làm nên. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị thiết kế thí nghiệm mới cho van đóng mở này. Đúng, cô nên làm từ đây. Tôi soạn mấy cái cho cô rồi, lát tôi gửi cho. Mail tôi gửi lúc nửa đêm mà. Kích động giùm cô không kèm được. Sáng nay tôi dậy đã vội vàng làm việc nhà, lái xe. Nói chung là suy nghĩ công việc tiếp theo cho cô. Thế này đi, giờ tôi viết ra sẽ gửi cô mau thôi. Cảm ơn giáo sư Đào. Nhất là cảm ơn giáo sư Đào tranh thủ thời gian trong phòng thí nghiệm cho chúng tôi. Rất rõ ràng cô chưa xem mail tôi gửi rồi. Tôi đã gửi cô lịch dạy của tiến sĩ và thạc sĩ rồi. Có thời gian cô đi dự thính đi. Tôi cũng đã đánh tiếng với giáo sư Phùng. Có vấn đề gì cô cứ việc hỏi, đừng khách sáo. Tôi nghĩ cô nói đúng, thì là học thêm kiến thức quá có thể sẽ mở mang tầm mắt ta. Bình thường tôi toàn chết men lúc sáng, hôm nay hiển nhiên là sai trạng thái. Thỉnh thoảng đắc ý quên mình cũng được mà. Được rồi, mau đi đi. Với cả kinh phí không cần lo. Để tôi nghĩ cách. Cảm ơn giáo sư Đào. Khách sáo mãi. Tôi còn muốn mách một chuyện. Cô mách chuyện gì? Tôi cho anh xem clip. Hôm đó mẹ bạn trai tôi tới cơ quan tìm tôi, để lại mảnh giấy. Tôn cầm lại lén lấy đi.
Đúng là chán thật. Đó là chuyện hại người chẳng lợi mình. Mẹ, ăn cơm chưa ạ? Mẹ sao vậy? Xin lỗi, nếu không vì mẹ tôi bệnh, một mình trong phòng không mở cửa được, tôi cũng đã không làm phiền mọi người. Không sao ạ. Nếu anh cần giúp gì thì gọi tôi. Cảm ơn. Con trai, mẹ làm sao vậy? Con trai, không sao. Chiều con không tiếc à? Mẹ làm sao thế này? Đốt sống cổ, bệnh cũ thôi. Bệnh này của mẹ vốn đã nặng rồi. Kết quả hôm qua, mẹ chờ người ở bãi xe, bất giác lại ôm đầu gối ngủ mất, tư thế không thoải mái, trời còn lạnh nữa, cho nên là cứng hết cả cơ. Mẹ nói từ từ thôi. Người trẻ tuổi như Trăng Trăng nóng vội quá. Nó kéo mẹ lên một phát. Lúc về mẹ đã thấy không khỏe rồi. Con coi, sáng dậy hết cử động nổi luôn. Chóng mặt quá. Mẹ coi mẹ không cử động được rồi. Vậy con gọi xe cấp cứu, mình đi viện. Đi viện? Không, không cần đi viện. Mẹ nằm là đỡ. Không, thật đó. Năm ngoái lần đầu mẹ phát bệnh là vì đi công tác, lái xe đường dài, mỏi cơ quá. Mẹ tới khách sạn cũng bị thế này. Ngủ một đêm là sáng dậy không nổi, nằm trên giường, ngủ đúng một tư thế trong 2 ngày. Lúc đó có mình mẹ sao? Giờ mẹ vẫn đi công tác một mình đó thôi. Sao mẹ không nói với con? Con ở nước ngoài, mẹ nói với con chỉ làm con lo thêm, có giúp được gì đâu. Lúc đó ai chăm lo cho mẹ sinh hoạt? Tìm phục vụ, đặt đồ ăn hộ mẹ, đỡ mẹ đi vệ sinh. Chỉ cần gửi tiền là không chuyện gì không làm được. Mẹ, con thấy tim bố, đốt sống cổ của mẹ. Giả lại, giờ mở cửa hàng ngày càng khó. Con thấy là mẹ nghỉ hưu sớm đi. Nhà mình cũng dư tiền rồi mà. Nói gì khờ vậy con? Mở cửa hàng khó, mình thấy khó người ta cũng thấy khó. Mình có công ty ngoại thương, vốn tiêu thụ, mình đã đỡ hơn người ta cả khối tiền rồi. Này là ưu thế của mình. Giờ mọi người chen chúc, xem coi ai trụ lại được. Mình nhìn lên không hơn ai, nhưng nhìn xuống lại hơn khối người. Giờ mấy người thua mình, không trụ được rút lui, thì thị phần đủ cho mình ăn no rồi. Kiếm tiền không dễ, thị trường thật sự nó là thế đó. Mẹ nói con nghe. Đốt sống cổ của mẹ. Không được. Đau chết mất, đau chết mất. Thế này không được đâu. Mình mang gọi xe cấp cứu tới bệnh viện. Mẹ không đi viện. Con trai, gọi đồ ăn giúp mẹ đi. Tối qua tới giờ mẹ chưa được ăn gì. Cháo mặn hay dằn thắng cũng được. Được. Chung Quy cũng già rồi. Hồi trước mẹ thấy mình tràn trề sức lực, giờ cũng phải dựa dẫm con trai. Hô hào dựa vào người ta không bằng dựa vào bản thân, thì tự tin lắm. Khi phải nhờ người ta thật rồi thì tự tin đâu ra nữa chứ. Cuộc sống thế này đúng là khó thích nghi. Lòng mẹ cứ thấy trống trải, vô tận mà. Gọi xong rồi, cậu đặt gì nữa không? Trứng gà. Dạ. Con trai, lát con ra bãi xe tìm xe mẹ. Trong cốp có nẹp cổ, mẹ luôn đem theo. Con lấy lên hộ mẹ được không? Chìa khóa xe trong túi, chỗ cũ. Mẹ chờ lát ạ. Tiểu sư phụ, chị tới sớm vậy sao? Chị ăn gì chưa? Rồi, gửi phương án thí nghiệm cho hai người nhé. Hai người xem đi.
Tôi đi ngủ bù đã. À phải rồi, hai người xem thử có gì cần bổ sung không? Thêm ý kiến vào xong thì gửi cho giáo sư Đạo gì? Dạ tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ, hôm qua không đúng, chuyện rạng sáng nay không sao chứ? Cô lo nhiều đấy nhỉ? Không có tin gì có phải tin tốt không? Làm việc mau đi. Giáo đốc Chu, mãi chị cũng ở một mình. Nãy ăn cơm xong, tôi còn định đi tìm cô. Tôi thấy cô ăn khí thế nên không dám làm phiền. Đừng nhắc nữa. Từ khi tôi tới bộ phận phục vụ buồng đào tạo là sức ăn tăng mạnh. Mỗi lần thấy miếng sườn to là tôi cứ xin cô đứng bếp cho thêm miếng nữa. Tôi cũng ăn mạnh hơn từ lúc đó. Giờ tôi làm công việc quản lý, muốn giảm cũng không được. Cẩn thận tí, đừng để béo lên. Giáo đốc Chu, hôm nay chị sắp xếp cho tôi gặp mặt thanh niên tốt. Mà chị nói đi. Hôm nay à? Không thành vấn đề. Nhưng tôi phải nói trước, tôi thấy cậu này chỗ nào cũng tốt, mỗi tội hơi lùn. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Vậy được, lát tôi gọi điện hẹn cậu ấy. Nhưng tối nay tôi phải xem tọa đàm của anh Dương Tử Thủy. Giới thiệu hai người làm quen xong xuôi là tôi phải đi rồi. Được, tôi không sao hết. Chỉ là không thể nhờ giám đốc Chu ngó chừng giúp. Tôi ngó chừng gì? Tôi yên tâm về cô lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.